Chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 4 của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành nha. Cả nhà đã thấy quanh vị trí Trọng Thơ thì BKMX thì đang được cho lưu trong lún, chuẩn bị đổ nhựa nha, làm vỉa hè nha. Quanh đây thì cả nhà thấy này, những trục đường đã được bo vỉa hè, chuẩn bị trồng cây xanh và chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian sắp tới. Đó, vỉa hè, cống thì được BKMX xây dựng thành hai hệ thống cống như cả nhà. Hai hệ thống cống riêng biệt ạ. Đó. Hai hệ thống cống riêng biệt. Với những cái vị trí đất mà Trọng Thơ đang quay đây, ở ngay khu vực này thì giá hiện tại chỉ dao động từ 5 triệu cho đến 6 triệu một mét vuông. 5 đến 6 triệu một mét vuông nha quý vị. Có ngạc nhiên không ạ? Về đây đầu tư thì chúng ta yên tâm, nhà có khu công nghiệp 2076 ha, có trường cao đẳng Bình Phước, giao thông có đường Hồ Chí Minh, có quốc lộ 13, quốc lộ 14 và quanh khu vực này thì dân cư đã sống rất là đông đúc rồi. BKMX là một nhà đầu tư thông minh và BKMX về lấy vị trí thì cực kỳ đẹp, nằm ngay lõi trung tâm của thị xã Trân Thành. Chúng ta đầu tư vào tập đoàn BKMX thì chúng ta hãy yên tâm, chúng ta có thể so sánh tại những cái vùng như là VSIP 1, VSIP 2, Mỹ Phước 1234, khu nghiệp Bảo Bàng, BKMX Bảo Bàng. Thì chúng ta thấy BKMX về đâu thì khu vực đó sẽ được phát triển mạnh trong tương lai gần. Các nhà quan tâm tại khu vực này liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta thực tế đi xem vị trí đất tại BKMX Trân Thành Bình Phước và chọn cho mình những vị trí đẹp nhất tại khu vực này để đầu tư. Số lượng có hạn, nhanh tay liên hệ cho Trọng Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.